John Rockefeller. John Rockefeller đã làm ba việc hơi khác thường trong đời ông. Việc thứ nhất là đã gây được một gia tài có lẽ lớn nhất trong lịch sử. Khi ông bước vào đời, ông phải đi đào khoai tây dưới ánh nắng gay gắt để kiếm được mỗi giờ 4 xu. Hồi mà khắp Hoa Kỳ không có tới 6 nhà triệu phú, thì John Rockefeller đã gây nổi một gia tài khoảng 1-2 tỷ Mỹ Kim. Việc thứ nhì là John Rockefeller giúp cho mọi cơ quan một số tiền lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Ông đã giúp 6 triệu Mỹ Kim, tính ra từ khi Đức Chúa Kitô ra đời đến nay. Cứ mỗi phút, ông phân phát 6 cắc rưỡi. Hoặc từ khi Môi-se dắt dân Israel qua Hồng Hải, đến nay luôn 3.000 năm, cứ mỗi ngày, ông phân phát 600 Mỹ Kim. Vậy mà thiếu nữ ông mê lần đầu tiên lại chê ông. Tại sao vậy? Tại bà mẹ cô ta bảo không khi nào chịu gả con cho một anh chàng không có tương lai. Việc thứ ba cũng hơi đặc biệt nữa là ông sống 97 tuổi. Ông là một trong những người bị tất cả châu Mỹ ghét nhất. Ông nhận được hàng nghìn bức thư đe dọa ông. Suốt ngày đêm phải có lính hộ vệ ông, khí giới đầy đủ. Công việc chỉnh lý và điều khiển vô số xí nghiệp của ông làm thần kinh và cơ thể ông căng thẳng ghê gớm mà ông chịu nổi. Harriman, nhà chuyên môn xây đường xe lửa, làm việc mệt quá, chết hồi 61 tuổi. Woodruff, người sáng lập những tiệm bán hàng giá độc nhất ở khắp nước, chết hồi 68 tuổi. John Rockefeller gây được một gia tài gấp mấy lần gia tài của Harriman, Woodruff, Duck hợp lại. Mà xin bạn nhớ rằng 1 triệu người chỉ có 30 người thọ được 97 tuổi, và 100 triệu người không chắc có được một người sống tới tuổi đó mà không phải dùng răng giả. John Rockefeller tới 97 tuổi vẫn còn đổ răng. Bí quyết sống lâu của ông ở đâu? Chắc chắn là do di truyền, nhưng cũng nhờ bản tính ông điềm tĩnh nữa. Không bao giờ người ta thấy ông nóng nảy, cũng không bao giờ ông vội vàng. Khi ông làm giám đốc công ty Standard Oil, ông kê một chiếc đi văng trong phòng giấy ở Broadway, và muốn gì thì gì, mỗi buổi trưa, ông cũng đánh một giấc nửa giờ. Ông giữ thói quen mỗi ngày ngủ 5 giấc ngắn, cho tới khi mất. Hồi năm 25 tuổi, ông mới đau lần đầu. Thật là một tin mừng và rất quan trọng đối với y học, vì khi khỏi bệnh, ông tặng cả 1 triệu Mỹ Kim vào công việc nghiên cứu y học. Nhờ vậy mà ngày nay viện Rockefeller mỗi tháng tiêu được khoảng 1 triệu Mỹ Kim và chiến dịch diệt bệnh ở khắp thế giới. Năm 1923, tôi đang ở Trung Hoa, thì bệnh thời khí hoành hành ghê gớm ở đó. Và ở giữa cảnh nghèo nàn và ngu dốt của người Trung Hoa, tôi có thể lại bắc bình tiêm thuốc ngừa bệnh ở viện Rockefeller. Trước ngày đó tôi không thấy được công ông giúp hạng người đau khổ ở châu Á và những nơi hẻo lánh nhất thế giới. Viện Rockefeller đã gián diệt loài sán. Hiện nay viện đương tấn công bệnh rét rừng, và các y sĩ của viện đã tìm thấy thuốc trừ một bệnh sốt rét ghê gớm, bệnh hoàng ngược. Nhưng con người giàu nhất thế giới đó xây dựng sự nghiệp khổng lồ bằng cách nào? Ngay từ hồi nhỏ, ông đã có tư cách tỏ rằng sau này sẽ thành công. Ông là con một y sĩ lang thang, thường đi nơi này nơi khác, để mẹ con ông ở nhà trong một trại ruộng tại Moravia gần hồ Orozco, giữa một xứ của dân da đỏ. Một hôm John thấy một con gà mái rừng đi tìm chỗ yên tĩnh để làm ổ. Mẹ ông bảo ông đi kiếm ổ gà đó, rồi bắt con gà đem về trại nuôi. Ông mất 2 ngày mà không có kết quả. Nhưng đúng như lời một người viết tiểu sử ông chép lại chuyện đó, ông có cái thiên tài kiên tâm, một sức kiên tâm tàn nhẫn không gì lay chuyển được. Ông không chịu thua, tiếp tục rình con gà, theo dõi nó hoài,
và hai ngày sau, ông bắt được cả mẹ lẫn con về trại. Lần nuôi gà đó là công việc làm ăn đầu tiên của ông. Ông bán được tiền, bỏ vào một chiếc chén sạn. Để kỷ niệm bước đầu đó, sau này trong cái trại nổi tiếng rộng 4.000 mẫu của ông ở Popantikohin, luôn luôn ông nuôi một bầy gà mái Tây cho tới khi ông chết. Đi học ông cũng siêng năng, nhưng không có nhiều kết quả. Ông chỉ thích môn toán. Sau này ông bảo, tôi chỉ là một người thích những con số. Ông tập tìm hiểu nghĩa của các số đi. Nó sẽ cho ông biết nhiều sự thật cay đắng mà thấy rõ được tương lai. Ông được 11 tuổi, thì thân mẫu ông ở nhà một mình, phải chống cự với cảnh cơ hàn để nuôi 5 người con. Ông phải làm mướn cho một chủ trại láng giềng và ký góp tiền công, cho tới khi trong cái chén giản của ông có được 55 Mỹ Kim. Lúc đó ông đem chọn số tiền cho chủ vay, lời 7 phân, và ông thấy rằng số vốn đó mỗi năm đem lại cho ông một số tiền bằng tiền công 10 ngày làm việc mệt đừ. Ông nói, thế là tôi giải quyết được vấn đề. Tôi quyết định ngay là sẽ bắt tiền bạc làm nô lệ cho tôi, chứ không chịu làm nô lệ cho tiền bạc nữa. Vài năm sau, John Rockefeller và làm thư ký trong một tiệm bán buôn đồ tạp hóa ở Cleveland. Ông làm phụ về kế toán, rồi lên làm sếp kế toán. Chủ không chịu tăng lương, ông xin thôi, cùng với hai bạn thân ra mở tiệm. Trong công việc làm ăn này, ông chỉ trông nom sổ sách. Công việc phát triển, nhưng chàng thanh niên Rockefeller tiếp tục sống quá giản dị. Chàng để dành vốn. Kế đó, ở Cleveland, người ta ùa nhau đi kiếm dầu lửa, ông cũng theo góp người ta đi kiếm dầu. Trái hẳn với nhiều người tưởng, không phải dầu lửa làm cho Rockefeller giàu có. Rockefeller là cái máy làm ra tiền, bất kỳ ở đâu cũng làm giàu được, dù là bán tạp hóa hay bán dầu lửa. Nhưng dầu lửa mở cho ông những thị trường rộng hơn. Chỉ trong vài năm, anh chàng bán tạp hóa tư bản đó, lúc ấy vốn của ông đã quan trọng, bỏ việc kế toán của tiệm để đảm nhiệm công việc kế toán trong nhà máy lọc dầu. Sự nghiệp phát triển, số lời tăng lên, nhưng luôn luôn ông đập lời vào vốn. Ký hiệu của Rockefeller là cục tuyết, càng lăn trên tuyết thì càng lớn lên. Lần lần ông nuốt hết những hãng lọc dầu cạnh tranh với ông. Khi ông về New York, ông đã tỷ phú mà ráng làm không cho ai biết mình. Những nhà tỷ phú khác thì yến tiệc lưu liên, sắm du thuyền, lập chuồng nuôi ngựa đua, cất lâu đài ở Ecosit. Còn ông thì sống như một tiểu tư sản lương thiện trong một gia đình nhũn nhặn kiểu mẫu. Thói quen của ông sau này có thay đổi. Mức sống của ông có tăng lên, nhưng số chi tiêu bao giờ cũng ở dưới số tăng của tiền lời. Về già, ông dựng một trại quá sức tưởng tượng, tức trại Pocantikohin, mấy nghìn mẫu rừng, bãi cỏ, vườn tược, trong đó có đường cái, dòng nước và 75 biệt thự cho con cháu. Nhưng nếu John Rockefeller lập trại đó 20 năm trước, thì ông đã không còn là John Rockefeller, nhà giữ kỷ lục khắp thế giới về việc gây vốn nữa. Và khi ông lập trại, thì phí tổn không thấm vào đâu với số lời của ông. Hiện nay mỗi tháng ông lời trên 6 triệu Mỹ Kim, không có cách tiêu pha điên cuồng nào mà hết được số tiền ấy. Bây giờ thì cái xa xỉ lớn nhất của ông là không thuộc về đời tư của ông nữa, mà thuộc về những công việc từ thiện, việc xây dựng những viện khảo cứu khoa học, việc trợ cấp để bảo tồn điện Versailles, nhà thờ Rheims và biết bao bảo vật khác của văn minh. Và mặc dầu tiêu pha nhiều như vậy, gia tài của John Rockefeller cũng vẫn tiếp tục tăng theo cái mức trên dưới 100 Mỹ Kim mỗi phút. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về John Rockefeller trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.gươngdoanhnhân.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo.
xin cảm ơn.